Vụ cháy nhà hát Mãn Châu khiến 899 người bị thiêu sống và những sự kiện kỳ quái liên tục xảy ra sau đó. Vào một ngày tại sân khấu Mãn Châu, hơn 1.200 khán giả đến xem hát thì có đến 899 người bị thiêu sống. Sau trận hỏa hoạn, mỗi đêm nhà hát lại có những âm thanh la hét và tiếng hát lạ lùng cất lên như cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị. Vụ cháy gần 100 năm trước từng khiến cả vùng Đông Bắc chìm trong sợ hãi. Từ đó, đất đai thuộc thành phố Đan Đông này cũng không một ai dám động đến. Tháp Trấn Hồn tuy đã được xây dựng nhưng liệu có trấn được những linh hồn chết oan hay không? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Tháp Trấn Hồn Đan Đông. Tòa tháp với hình dáng kỳ lạ này được xây dựng vào tháng 11 năm 1937, tọa lạc tại cộng đồng Vườn Quảng Tế, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, khác hẳn với những ngôi tháp cổ kính để du khách tham quan chiêm ngưỡng. Kiến trúc của tòa tháp này khá đơn giản, không trang trí bất kỳ đồ vật gì mà chỉ được khắc lên hai dòng chữ: Đài tưởng niệm nạn nhân trên sân khấu Mãn Châu và Năm 41 Khang Đức. Nếu kể từ năm 41 Khang Đức thì đến hiện tại đã vài chục năm trôi qua, thân tháp cũng đã trở nên cũ kỹ sau bao mùa mưa gió, mặc cho xung quanh là những tòa nhà cao tầng hiện đại. Tòa tháp cổ vẫn được người dân nơi đây xem là cấm địa, không ai dám tu sửa, bởi vì bên dưới tháp trấn giữ 899 linh hồn người chết. Câu chuyện xảy ra vào năm 1937, khi đó Đan Đông vẫn còn được gọi là huyện An Đông. Tại đây có một nhà hát lớn tên Vườn Trà Tây An, được xem là tiền thân của tháp trấn hồn. Sau sự kiện Phụng Thiên, một sự kiện cờ giả do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược vùng Đông Bắc, tức là Mãn Châu, thì vào ngày 18 tháng 9 năm 1931, quân đội Nhật Bản bắt đầu chiếm đóng các thành phố cùng thị trấn quan trọng ở Liêu Ninh và Cát Lâm. Trong số đó có cả Phụng Thiên và An Đông. Nửa năm sau, khi ba tỉnh Mãn Châu thất thủ, ngày 1 tháng 3 năm 1932, người Nhật thành lập nên nhà nước Bù Nhìn, đặt tên là Mãn Châu Quốc. Do giao thông đường thủy rất phát triển ở An Đông, hơn nữa, đây là một thị trấn quan trọng trên tuyến đường sắt Nam Mãn Châu, thích hợp cho kinh doanh vận tải, nên rất nhiều người Nhật đã đổ xô về An Đông với danh nghĩa đóng chiếm. Từ đó, An Đông dần hình thành một khu phố người Nhật nằm cạnh phố người Hoa. Nổi tiếng nhất phố Quảng Tế lúc bấy giờ là nhà hát Vườn Trà Tây An, nằm tại điểm giao nhau giữa hai khu phố người Nhật và người Hoa. Miếng mồi ngon này làm sao thiếu được phần của người Nhật. Vườn Trà Tây An sau đó nhanh chóng được đổi sang cho người Nhật quản lý và đổi tên thành sân khấu Mãn Châu. Vào lễ hội mùa xuân năm 1937, sân khấu Mãn Châu đặc biệt mời một số diễn viên nổi tiếng từ Phụng Thiên đến để diễn các vở kịch kinh điển. Với lượng khách đông đúc, việc kinh doanh của nhà hát phát triển cực kỳ thuận lợi. Đến ngày 13 tháng 2, cũng chính là buổi biểu diễn cuối cùng của các diễn viên nổi tiếng, nên dù rạp chỉ có sức chứa 800 người, giá vé cũng nâng lên khá cao nhưng vẫn có rất nhiều người muốn vào xem. Trong ngày biểu diễn cuối cùng, sân khấu Mãn Châu thực tế có đến 1.200 khán giả. Trong không khí hào hứng, cười nói xem kịch, không ai ngờ rằng một thảm kịch sắp sửa diễn ra. Vào thời điểm đó, thứ duy nhất dùng để giữ ấm chỉ có bếp lò. Người trong bếp bắt đầu đổ đầy than vào lò rồi ra phía trước xem kịch. Nhưng không ngờ, ngọn lửa trong lò càng ngày càng bùng lên dữ dội, đốt cháy phòng trang phục bên cạnh, sau đó lập tức lan rộng sang khu vực khác. Tuy nhiên, các diễn viên trên sân khấu và khán giả đều tập trung vào buổi biểu diễn mà không hề nhận thấy nguy hiểm. Mãi đến khi có người phát hiện, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, không cách nào dập tắt. Hậu quả là có đến gần 1.000 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà hát, nhiều người lang thang trong biển lửa mà không cách nào thoát thân. Tháp Trấn Hồn có lấn át được các linh hồn chết oan. Khi rạp hát bốc cháy, mọi người đều đang theo dõi buổi biểu diễn rất nhiệt tình, vỗ tay hết lần này đến lần khác mà không ai để ý. Cho đến khi làn khói dày đặc tràn vào sân khấu, ánh lửa bùng cháy dữ dội mới có người hét lên báo cháy. Lúc này, một số khán giả đã tỉnh táo trở lại và tranh nhau ra ngoài. Thế nhưng, họ chỉ có thể chen chúc nhau ở cổng vì người bảo vệ đã khóa cổng lại để không một ai có thể lẻn vào xem. Vậy nên, người bên trong có đẩy cửa mạnh cỡ nào cũng vô ích. Cứ như vậy, hơn 1.000 người mắc kẹt bên trong đều bị lửa thiêu sống. Chất liệu nhà hát toàn bộ đều làm bằng gỗ cũng khiến ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn, tạo nên đám khói dày cuồn cuộn. Số lượng khán giả vốn đã đông đúc, vụ hỏa hoạn lại làm vô số người chết trong hoảng loạn do những người ở tầng trên cố gắng đập vỡ cửa sổ nhảy xuống đất. Không ai biết chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn. Tiếng la hét, khóc than vang vọng cả một vùng, rồi mọi thứ dần trở nên im lặng.
Không chỉ thiêu rụi nhà hát, ngọn lửa còn lan ra 2-3 cửa hàng xung quanh sân khấu Mạn Châu, khiến gần 50 người cũng bị thiêu cháy. Mãi đến nửa đêm, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ nhà hát huy hoàng một thời, giờ chỉ còn là đống tàn tích. Không khí trong vòng bán kính 10 dặm tràn ngập mùi khét, đúng hơn là mùi thịt người cháy. Theo thống kê sơ lược, số khán giả thiệt mạng được tìm thấy trong vụ cháy có hơn 800 người. Vì nhiều thi thể đã bị đốt cháy và dính chặt vào nhau nên hoàn toàn không thể phân biệt được. Gia đình họ chỉ có thể nhận lại một lượng nhỏ hài cốt. Một số khác chỉ có thể được chính quyền chôn cất tại chỗ. Nhiều người nói rằng trước khi nhà hát bốc cháy có một điều rất kỳ lạ xảy ra. Vào thời điểm sắp bắt đầu diễn, một cụ già cuối cùng cũng mua được vé và cùng cháu trai chuẩn bị vào xem. Nhưng không ngờ vừa bước qua cửa, cháu trai khóc lóc đòi về nhà. Bởi cậu bé đã nhìn thấy xung quanh những khán giả đó tràn ngập khí đen. Tất cả họ như bị lửa thiêu rụi, trong khi trên người vẫn còn đầy máu. Có một lời đồn trong dân gian rằng, mắt trẻ em sạch sẽ, có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thể thấy. Nhưng ông nội cậu bé thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Ông ấy chỉ nghĩ rằng, có quá nhiều người ở dập hát khiến đứa cháu nhỏ của mình bị dọa sợ. Vì vậy muốn dẫn cháu về nhà, rồi mới tự mình đi đến dập hát. Không ngờ, sau khi hai người rời đi thì bi kịch xảy ra. Tuy nhiên sau hỏa hoạn, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Từ ngày nhà hát xảy ra biến cố, cư dân sống xung quanh thường nghe thấy tiếng động ở nhà hát vào ban đêm, có tiếng khóc, tiếng hát và tiếng hú của ma sói. Người dân còn truyền tai nhau rằng nỗi oán hận của người chết oan khó mà xua tan. Đó chính là lý do khiến họ không được siêu thoát. Những linh hồn này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vùng vẫy và lang thang tại khu vực mình đã từng bỏ mạng. Mọi chuyện kỳ lạ chỉ chấm dứt khi một vị cao tăng thực hành pháp môn siêu độ hơn 800 linh hồn người chết trong 49 ngày. Sự kiện kỳ quái tại tháp trấn hồn. Khu vực tháp trấn hồn từ trăm năm trước không một ai dám động vào cũng là có lý do. Đó cũng là điều từng làm cho toàn bộ vùng Đông Bắc chìm trong sợ hãi. Vào 7 ngày đầu tiên của trận hỏa hoạn ở nhà hát Mạn Châu, người dân xung quanh thường nghe thấy tiếng la hét, kèm theo đó là tiếng khóc cùng tiếng hát sẽ vang lên vào mỗi buổi tối khiến ai nấy sợ người. Hầu hết mọi người vào thời điểm đó đều tin rằng những người mất mạng trong thảm họa bi thương ở đây sẽ trở thành linh hồn tà ác, khiến oán khí nơi đây rất mạnh mẽ. Những tin đồn của người dân chính là những thứ đã gây xôn xao cho chính quyền bù nhìn Mạn Châu lúc bấy giờ. Cho đến tháng 11 cùng năm, chính phủ An Đông không còn lựa chọn nào khác là phải mời một số vị cao tăng đến lập đàn tụng kinh. Nghi lễ cho những linh hồn đã chết kéo dài 7-7-49 ngày đã được thực hiện. Ngoài ra, ở vị trí cổng dập hát được xây dựng một tòa tháp nhỏ, trên đó có khắc dòng chữ Đài tưởng niệm nạn nhân của sân khấu Mạn Châu. Và kể từ đó, không ai còn nghe thấy những âm thanh kỳ quái lúc nửa đêm, cuộc sống người dân trong khu vực cũng trở nên yên bình. Mãi đến sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì nhiều câu chuyện kỳ lạ về tòa tháp này lại tiếp tục diễn ra. Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồng vệ binh cũng ít nhiều nghe nói đến tòa tháp. Với mục đích làm cho nhân dân thoát khỏi sự mê tín phong kiến, họ quyết tâm phá bỏ tòa tháp này, mặc cho người dân trong khu vực kịch liệt phản đối. Bỏ qua mọi lời khuyên, một Hồng vệ binh trẻ tuổi cầm búa muốn phá hủy tòa tháp. Nhưng kết quả, anh ta đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép và co giật cả người mà không ai biết lý do. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến đều không dám tiến tới. Ý định của Hồng quân cũng vì thế mà bỏ dở giữa chừng. Trong những năm 1990, theo quy hoạch và xây dựng đô thị, khu vực này cũng sẽ bị phá bỏ để xây dựng lại thành các tòa chung cư. Người chủ đầu tư đã lên kế hoạch phá bỏ tháp trấn hồn hoặc rời tòa tháp này đến nơi khác. Vì vậy, ông ta đã chọn một ngày tốt, thuê một đội phá dỡ để bắt đầu kế hoạch. Nhưng điều khó hiểu là, người công dân phá dỡ sau khi trèo lên tháp buộc dây thừng lại bất ngờ rơi từ trên tháp xuống đất. Tiến trình tháo dỡ cũng gặp hết tai nạn này đến tai nạn khác. Đầu tiên là việc một bức tường gạch tại công trường bị sập một cách khó hiểu, khiến nhiều người thương vong. Sự việc này đã khiến nhà đầu tư mất rất nhiều tiền. Sau đó, ông chủ đội phá dỡ cũng gặp tai nạn ô tô trên đường. Những sự việc này khiến chủ đầu tư cảm thấy tháp trấn hồn quả thật là một khu vực mang nhiều điểm gở. Ông đã nhờ một chuyên gia phong thủy đến để xem xét và nhận được câu trả lời rằng tốt nhất là không nên rời tòa tháp này, bởi ngay cả khi mọi người phá hủy nó và xây dựng một tòa nhà mới thì tương lai cũng sẽ không được bình yên. Chủ đầu tư khi nghe kết luận này đã lập tức từ bỏ ý định. Vì thế tháp trấn hồn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Trong phong thủy Trung Quốc, nơi thường xuyên diễn ra bi kịch hoặc tai nạn là do chứa đựng nhiều tà khí và oán khí. Càng nhiều người chết thì sự oán hận sẽ càng tích tụ lại, đè nặng lên từ trường và vận mệnh của mỗi người, tiềm năng sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức. Nếu một người qua đời bởi tai nạn nhưng không được siêu thoát, sẽ khiến các âm hồn tụ tập gần đó, cảnh tượng chết chóc lặp đi lặp lại hàng ngày,
Vậy nên, sẽ có rất nhiều hiện tượng siêu nhiên xảy ra. Từng gặp hoặc nghe đến những câu chuyện tương tự nào khác, hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.